Xin chào bà con cô bác, thì giới thiệu với bà con cô bác đây chính là cây giáng hương công trình đó. Thì bao nhiêu lâu nay thì mình nói cây giáng hương công trình cho bà con mà chưa có quay cận cảnh cây giáng hương công trình như thế nào. Đây thì đây quay cho bà con xem nè đó. Đấy, cái này là đủ tiêu chí để bán cây công trình luôn nha bà con. Hiện tại giờ mình có khoảng còn 8 cây đó. 8 cây có nghĩa là mình cái đất đối diện đó lúc trước là mình có thuê bản để cung cấp cây cho bà con. Nên mình chuyển qua đây thì mình phải bướng qua đây. Có nghĩa là ở bản là mình trồng cái cây này khoảng 3 năm nha. Khoảng tầm 3 năm là nó bự như thế này nha bà con đó. Còn chỗ nào mà bà con mà đất chất lượng nữa, đất tốt nữa thì nó phát triển lớn là chuyện bình thường. Nói chung là cây giáng hương này rất là phù hợp với cho chúng ta trồng cây công trình để bán cây công trình ha. Đó, rất là nha, rất là mau đó, kiếm tiền với bán cây công trình, cây giáng hương cũng rất là mau nha bà con. Đấy, trồng 3 năm thôi là chúng ta có cây công trình như thế này rồi. Đấy. Nè thấy không? Cái mà bứng á, chúng ta bứng là nhìn cái gốc này. Bứng thì chúng ta để một cái bầu như thế này, đó, bỏ vô đây chúng ta di chuyển vận chuyển là có thể là khi mà trồng xuống là nó có thể sống lại được rồi. Đó, sống được nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bà con là cây giống giáng hương bên cơ sở của mình có cung cấp cho bà con. Bà con nào có nhu cầu thì có thể liên hệ nha. Thì xuống đây, giáng hương mình cũng còn khoảng tầm 1.000 cây rồi bà con. Bà con nào có mua thì cũng có thể liên hệ. Đấy, rồi đây, giáng hương hiện tại mùa này là mùa mưa nè, rất là phù hợp cho bà con trồng nè. Đấy, mùa mưa thì cây rất là tốt nha. Đất mình thuê mà nó sủa gì đó bà con. Đây, giáng hương đem lên một vài cây cho bà con xem. Ồ, mùa này cây giáng hương tốt thiệt. Đây nè. Cây chung chung đi. Lấy cây chung chung này. Đây. Đó, thấy không? Nói chung là cung cấp cho bà con là sẽ lựa những cây tốt nha, lựa cây cỏ này nha. Đấy, cây này thì để lại đi. Đó, luôn là lấy những cái cây mình chất lượng để giao cho bà con, để cho bà con trồng nó tốt để bán cây công trình nó ok hơn. Đây nè. Đây, thấy không? Ừ. Nhưng gốc cũng to, gốc thì bằng bự hơn chiếc đũa nha bà con, gốc đâu thì chiếc đũa luôn. Đấy. Đó. Tuy cây giáng hương á, cái gốc nó không có bự lúc, cái gốc nó không có bự bằng cái cây gõ hay là cây gõ, nhưng mà khi mà này là cây gõ nè, đây cây gõ nè, thấy không? Nhưng mà khi mà bà con trồng khoảng trồng thì cái tốc độ phát triển nó rất là nhanh đó. Rồi đi quay cho bà con coi cây gõ nè, gõ đỏ đây, thấy không? Gõ đỏ thì so với cây giáng hương thì gốc nó bự hơn. Đây mình lấy mình so sánh cho bà con xem nè. Đây. Thấy không? Ây da trời. Đây, thấy không? Đây là cây giáng hương, còn đây là cây gõ đỏ nè, thấy không? Đây bà con so sánh hai gốc nè. Đó, cây gõ này nó bự hơn một chút. Đấy, còn cái cây giáng hương nó xem thôi. Đấy, nhưng mà trồng thì hai cái cây này nó có cái ưu điểm. Đó, ví dụ như cây gõ đi thì mình trồng á, cái thân nó lên suông luôn, lên thẳng luôn. Đó, nó ít ra cành nhánh. Còn khi mà cái cây giáng hương mà con trồng á, thì cái tốc độ phát triển rất là nhanh mà nó ra cành nhánh nhiều. Đấy, nên là con phải tỉa. Đó. Thì những cái clip sau mình sẽ quay một cái cây giáng hương ở nhà mình nha. Ở tại nhà mình luôn, ra bông rất là đẹp. Đó, mình dùng máy bay mình bay cho bà con xem luôn là nguyên cái khu đó là có cái cây giáng hương của mình là lên bông nó rất là đẹp luôn. Khi mà nó rớt phong xuống ha. Ta nói hả, trắng giả dưới mương luôn á. Nước nó chảy mà trắng giả luôn á. Rồi, ngoài ra thì bên mình có một số loại cây như là cây đàn hương nè, thấy không? Đàn hương. Rồi cây sưa đỏ. Ê, cây sưa đỏ giờ này cũng tốt lắm nha bà con nào trồng lúc là mùa mưa á. Cứ là mùa mưa nên là bà con cô bác hay mua rất là nhiều nè. Đó. Bill là để đó nhóc luôn bà con. Đấy. Đây, sưa đỏ nè, thấy không? Đó. Sưa đỏ khoảng 5-6 tấc nha bà con. Ô, đẹp nha. Cái cây sưa đẹp quá nè. Đây. Là giao cho bà con là chọn những cái cây giống tốt nhất có thể để giao cho bà con trồng nó ok. Nó hùng hồ cây sưa tốt ghê chưa. Hả? Rồi.
Bà con nào mà ở gần ở chỗ mình thì cũng có thể là tới để chở về luôn nha. Rồi. Bà con có thể kết bạn Zalo số điện thoại là 0363119546 để liên hệ, để tư vấn cho bà con. Bà con cần hình ảnh gì thì có thể liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Mùa mưa này bà con có thể là mua cây về để trồng nha. Rồi chào tạm biệt bà con. Hẹn gặp lại bà con vào các clip sau.